đó chính là từ khóa dài. Dài là ba bình con nhân. Dạ. Như tôi vậy là xin phép anh. Tại sao ạ? Mình có lý giải không ạ? Thứ nhất là 19 tuổi là so với tuổi con gái tôi thì nó ít hơn nhiều. Cuộc sống mà nó hôn yêu nhau thì tuổi nó không có tính toán. Nhưng trong hôn nhân sống lâu dài, cái này nó trở thành một trong những yếu tố gây mất hạnh phúc. Cho nên đó là tôi không quan tâm đến chuyện anh bao nhiêu mối tình, mà tôi đang nghĩ cái chỗ mới 19 tuổi, tuổi còn đang đi học, nên tập trung cho việc học hành của mình để tạo dựng sự nghiệp sau này cho mình, để xây dựng tương lai hạnh phúc thì nó tốt nhất. Ngay bây giờ trên sân khấu này chúng ta thử diện kiến bạn Tâm Nhân. Chàng trai 19 tuổi, 22 mối mối tình. Xin mời. Chào Tâm Nhân. Chào anh. Bây giờ anh hiểu là tại sao mà em tuổi trẻ tài cao như vậy, mới 19 tuổi mà 22 mối tình rồi. Khi mà mình đứng ở bên trong và mình lắng nghe cả hai bên gia đình chia sẻ cũng như là trao đổi về em, thì cảm giác của em như thế nào? Dạ, bác nói đúng một điều là tuổi của con bây giờ vẫn còn quá nhỏ, vẫn còn quá sớm cho một cái em gọi là mối tình, như một cái cuộc chơi dài mà suốt đời như vậy. Thì em vẫn chưa đủ sẵn sàng và chuẩn bị cho mình được như vậy hết. Thì cái vấn đề em đi đầu tiên hay như thế nào đó thì em nghĩ chắc chắn nó sẽ có, tại vì em cần thứ nhất là chuẩn bị cho mình nhiều hơn, với thứ hai là phải như thế nào đó để có thể lo được cho người bạn đời của mình, cho vợ mình tương lai sau này. Thì em nghĩ điều này đều đúng đắn ạ. Không có gì, em không có gì phải nuối tiếc nữa. Bây giờ thì xin mời ba Văn Bình sẽ cùng xuống với lại Tâm Nhân. Ba Bình ơi, bây giờ ba Bình chia sẻ một vài cảm xúc cũng như là mình lắng nghe anh Xui Hục chia sẻ. Bây giờ xin chào anh Xui Hục, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay đến đây với con tôi mà mới có vòng một là nó đã bị loại rồi, tôi cũng rất buồn. Thứ hai nữa là thấy cháu Yến này rất là xinh, thì tôi đúng ra cũng muốn chọn một cô dâu hiền, nhưng mà lực bất tòng tâm này ra thôi. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn bạn. Dạ, ba Nhân ơi, tới lúc này khi mà nhìn thấy bạn 19 tuổi thôi nhưng mà rất là năng động, mà mặt mũi lại sáng láng rồi lễ phép như vậy, không biết là ở chú có một cái chút xíu nào hối hận với cái quyết định của mình không ạ? Không, người làm kinh doanh ra quyết là phải quyết, chứ không có hối hận. Nhưng con rất đẹp, rất giỏi trên sàn nhảy, trên sân khấu, nhưng bác chỉ mong rằng với đường đời còn lại của con á, con cũng phải rất giỏi và rất đẹp ở ngoài trên con đường để tạo dựng sự nghiệp của mình. Dạ, cảm ơn bác nhiều ạ. Là ba Nhân muốn em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và xin chúc cho bạn sẽ càng ngày càng thành công và gặp nhiều may mắn nhiều hơn nữa. Và xin chúc cho ba Văn Bình sẽ giữ được thật nhiều sức khỏe. Và bao cao su Tham Thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tham Thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.